Đây là tai nghe gaming. Mình sẽ bóc. Tai nghe gaming được thiết kế theo kiểu nhét tai. Thì nó có phần này là phần để mic dành cho các bạn hay chơi game thì có thể nói chuyện với nhau. Mình có thể nắp vào đây để mic. Và tai sẽ được tặng kèm một bộ lúm, gồm có 4 lúm để thay. Phần này thì có chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, mic. Tai nghe thiết kế rất hầm hố.